Rồi, chào mấy anh chị nha. Hôm nay thứ sáu thì làm chương trình sale off nha mấy anh chị. Ông bãi hôm nay không sale off, quên. Hôm nay tối thứ sáu, hôm nay là tuần này thanh lý khung cũ. Không sale off. Thanh lý một số khung cũ nha mấy anh chị. Đây nè, để nè, để em giới thiệu từng cái lên cái bàn này cho mấy anh chị coi. Có mấy khung lớn á, bắt Z nè. Bắt Z 75, bắt Z 60 rồi, tròn 50, tròn 60 rồi nè. Cái khung lớn nè, bắt Z 53 rồi nè. Ok, giờ để từng món lên ha. Để từng món em báo giá cho mấy anh chị dễ chốt. Cái này khuôn cũ nha, em mới đổ một lần rồi đó. Khuôn nào đổ mấy lần em nói mấy lần, khuôn nào đổ một lần em nói một lần. Bây giờ giá em cố gắng bán thanh lý cho nó rẻ xuống một xíu cho mấy anh chị nào không có điều kiện á, mình có thể mua về mình tập đổ. Hoặc là mấy khách hàng cũ, mấy anh chị cũ hay mua của em á, thì chi ơn mấy anh chị luôn, thì giá em bán lỗ luôn mà. Em làm giá thấp xuống một xíu lỗ luôn cho mấy anh chị mua cho vui, làm chương trình cho vui mà. Rồi ok, giờ để em giới thiệu từng món ha. Anh chị nào mua thì nhắn tin thẳng qua đi luôn nha. Nhắn tin thẳng qua nha. Gọi điện em nhiều khi không bắt máy là gọi số kia nha. Nếu nhiều khi em bận nha. Không thì cứ nhắn tin đặt để đó nha. Coi clip xong là nhắn tin đặt để đó nha. Chứ không là lỡ anh chị nào gọi trước là em bán cho người đó đó. Chứ em không có thể nào ấy được đâu. Rồi để em xíu nha. Cái đầu tiên nè mấy anh chị ơi. Cái đầu tiên nha. Lục giác 20. Lục giác 20 bữa đổ đúng một cái một nè. 100 ngàn bao ship nha. Anh chị nào mua gọi em, Chữ Phúc, Tàu, đầy đủ hết. Mới đổ có một phát một à. Khuôn này mới đổ một lần một nha. Đó, bữa em bán 200 giờ bán 100. Làm chương trình bán 100 cho vui nha. Rồi anh chị em nào mua cái này thì liên hệ em liền nha. Rồi, bỏ xuống đi cha, cho cái tiếp theo đi cha. Cứ từ nhỏ đến lớn đi. Cái này là cái bát Z 30 nha. Nhưng mà bát Z 30 mới, em chưa có làm clip luôn á. Cái này em chưa sơn luôn, em chưa làm clip luôn. Cái này có mấy cái trong kho mà em chưa rảnh chưa làm clip. Nó lấy một cái vô đổ chơi rồi. Bỏ vô trong kia, bỏ trong kia rồi. Cái bát Z 30 nha mấy anh. Khuôn mới á, cái này mới đổ một lần một luôn. Lòng trong đầy đủ nè ha. Đó, bát Z 30, 400 ngàn bao ship nha. Đó, bát Z 30, 400 ngàn bao ship. Khuôn này là khuôn lục giác 33 độ đáy á. Lục giác 33 độ đáy, 600 ngàn bao ship nha mấy anh. Khuôn này đổ cũng một lần một, dục ở ngoài cái chỗ trà không để ngoài không sơn á, xịt sơn nó bay qua. Cái khuôn này cũng mới đổ có lần một, lục giác 33 độ đáy, 600 ngàn bao ship. Rồi bỏ xuống cho. Rồi cái này là lục giác 40 nha. Lục giác 40 ha, khuôn này cũng đổ một cái một, em có làm clip á, sơn màu xám đậm á, xám đen á. Một cái một à, lục giác 40 cây tùng không có chân này nè. 600 ngàn bao ship cho mấy anh chị. Đó. Khuôn này đổ một lần một luôn à. Rồi lấy xuống. Lục giác đó, lục giác 40. Giờ tới đây là lục giác 45. Cái này là cái lục giác 45 nha anh chị. Lục giác 45 cây trúc, đổ một cái một để làm clip luôn nè. Nhưng mà cái này 700 ngàn bao ship nha. Nhưng mà cái này là lòng trong cũ nha. Lòng trong đi theo khuôn ngày xưa nha. Nó hơi dày chậu nha. Đó, em nói rõ cho mấy anh chị luôn đó. Mấy anh chị nào thích mua thì mua. Lục giác 45 cây trúc em đổ một cái một à, 700 ngàn bao ship nha. Rồi mình có thể mình mua về cái mình mua thêm cái lòng trong tầm 250 nữa, cái lòng ghép lại em hết cái lòng đó rồi. Cái này là cái Oval 60, cho quay cái giá qua, ghi giá đâu ta. Cái này là cái Oval 60. Oval 60 này cũng đổ một cái làm clip nè. Đó là bán mới là 1.2 nè, bán thanh lý cho mấy anh chị là 900 nè, 900 bao ship nha. Bán mới là 1.2, một vành 60 nha mấy anh chị. Rồi tiếp nha, cái này là cái tròn 50. Tròn 50 này cũng đổ một cái, em sơn em màu sô-cô-la em úp lên á, mà sao nó bị video coi không được á. Đổ một cái nè, giờ sale off luôn nè, 1 triệu nha mấy anh chị. Mới là 1.3 triệu bao ship. Thì khuôn này em đổ một lần thì bán lại mấy anh chị 1 triệu vui vẻ thôi. Đó, 1 triệu bao ship nha mấy anh chị. Rồi giờ tới đó, tròn 60. Đây là tròn 60 ha, tròn 60 này cũng mới đổ một lần mà chưa làm clip sơn luôn. Tháo xong rồi, trà xong rồi đem ra đây luôn. Cái này là 1.3 triệu bao ship nha mấy chị. Hoa văn cây tùng nha, cái 50 thì hoa văn mai. Còn cái này hoa văn cây tùng, cái này bán mới, em bán mới 1.6 triệu bao ship á. Giờ thanh lý thì 1.3 triệu, mới đổ một lần một bị lỗ 300 ngàn. Rồi ok, xuống cho. Tới cái bát giác đi, bát giác trước, lục giác 53 nè. Bát giác nó cũng được. Cái này bát giác này mấy anh chị phải mua một bộ, quay cái giá ra cho con. Quay cái giá ra để chân trong đó đi.
Cái này là lục giác 60 nha, lộng bát giác 60 nha. Bát giác 60 hoa văn hoa mẫu đơn với cây tùng ha. 2 triệu mốt nha, 2 triệu mốt bao ship cho mấy anh chị có chân nha. Cái này cũng mới đổ một bộ em sơn màu đỏ đó. Đây là cái lòng trong của chân nè, đó, mảnh chân của nó nè. Nguyên bộ nó có chân luôn nha. 2 triệu mốt bao ship nha. Khu này em đổ đúng một lần một à, để sơn cái chậu bát giác 60 mà sơn màu đỏ đó, sơn màu đỏ và đá đó. Đó. Cũng có lần một à, 2 triệu mốt bao ship. Rồi ok. Nhờ tới cái lục giác 53 đi cha. Quay cái giá qua. Đây là cái dục lục giác 53 nè. Lục giác 53 bữa em có sơn vỏ cổ nè. Cái này cũng đổ một phát một à. Cũng mới đổ một lần nè. Mà để trong đó bụi trong xưởng BU, xưởng sơn á, để ngoài nắng mưa á, đất nó văng á, lười trà đó. Thì bán sơ ốp cho mấy anh chị là 1 triệu mốt nha. Lục giác 53 nha. Mới đổ một lần một luôn đó. Đây nè. Đó. Còn trong đầy đủ. Rồi. Bây giờ tới cái lục giác 60 à, 65 nha, lục giác 65. Cây tùng nè mấy anh chị. Khuôn này em đổ khoảng 5 bộ, 5 bộ để làm clip video. Thì em bán xe ốp lại này không có chân. Cái chân em hình như là mấy cái chân của em nó cũ quá rồi, không có bán chân, anh chị có thể mua thêm chân. Mua thêm chân quỳ riêng. Thì khuôn này khuôn lục giác 65 hoa văn cây tùng nè, bán lại cho mấy anh chị là 1 triệu nè. Cái này em đổ 5 bộ. Với lại tặng cho mấy anh chị 6 cái mảnh sen. 6 mảnh sen, 6 mảnh sen này thì đổ tầm 20-30 bộ rồi. Đổ từ năm ngoái nhưng mà vẫn còn xài được, ngon lắm. Không vấn đề gì đâu. Đó thì tặng cho anh chị thêm 6 mảnh sen ở ngoài cho mấy anh chị ghét. Lòng trong này vẫn còn ngon lành hết. Đấy đồ, thay cái đáy mới cho mấy anh chị luôn rồi đó. Cái đáy mới nó dày, thay luôn cho mấy anh chị. Cái bộ này quá rẻ luôn, có 1 triệu đó. 1 triệu qua ship tặng thêm 6 mảnh sen nữa đó. Anh chị có thể mua thêm chân quỳ. Rồi ok, giờ tới cái bát giác. Bát giác thì em có 3 bộ. Bát giác 75 á, bát giác 75 em có 3 bộ. Bộ này là bộ đầu tiên nè, bộ này là bộ này em sẽ bán theo em ghép, em phối, em bán vậy luôn nha, chứ không cho mấy anh chị lựa hoa văn đâu. Đây là bộ bát giác 75 nè. Mới đổ một cái một à, một cái một để làm clip thôi. Nhựa cái này rất là dày, Việt Nam sản xuất. Nhựa rất là dày à. Đó, bây giờ sell off cho mấy anh chị là 1 triệu 9 nha. Cái này nó có chân quỳ riêng, mấy anh chị tự mua chân riêng. Có thể liên hệ em mua chân riêng. Còn em hiện tại là em có chậu cũ thì em bán chậu cũ thôi. Cái này là bát giác 75 đổ một lần, 1 triệu 9, bao ship. Rồi, mà em còn 2 bộ bát giác 75 như vậy nữa, nhưng mà hoa văn khác, để giờ ráp lại luôn. Ráp xong rồi báo cho anh chị hoa văn luôn. Cái này là hoa văn hoa mẫu đơn mà hoa chữ thọ ha. Cái này chữ thọ đó với hoa mẫu đơn đó. Đó, giờ sẽ ráp lại hai loại hoa văn kia, bán cho anh chị luôn. Sell off cho anh chị luôn. 1 triệu 9 bao ship nha, cái mới là 2 triệu 2 á. Cái này em mới đổ một lần bán 1 triệu 9 á. Rồi. Tiếp nè mấy anh, đây là cái bát giác 75 cũng đổ một lần một luôn. Cái này là hoa văn khác nha, hoa văn ngôi sao, hoa văn chữ tài lộc. Đây mới đổ một lần một nha mấy anh, nhưng mà cái này có lòng trong mới luôn á mấy anh. Tại đợt cái kia là lấy cái lòng trong, một cái lòng trong với một cái đáy đổ chung hết, còn cái này cái đáy mới và lòng trong mới luôn á. Hầu như cái này gần như mới luôn, 1 triệu 9 bao ship luôn mấy anh. Khuôn này hầu như gần mới luôn á, này lòng trong mới luôn nè. Thanh lý và vui thôi nhưng như mới luôn mấy anh. 1 triệu 9 bao ship nha mấy anh. Khung mới là 2 triệu 2 bao ship á. Còn khung này xài một lần rồi thì em bán cho anh 1 triệu 9 bao ship thôi. Nhưng mà hoa văn thì mấy anh phải lấy hoa văn như video nha. Hoa văn này phải tài lộc ghép với ngôi sao. Rồi còn một bộ nữa mấy anh. Bát giác 75 này em có đổ tới 3 clip rồi. Em có làm tới 3 bộ lận. Em đổ ra 3 bộ lận. Bộ này là bộ bát giác 75 em sơn màu xanh ngọc em úp lên rồi nè. Cũng đổ một lần một ha. Thì hoa văn chữ tàu nè, chữ phước tàu và hoa văn cái tùng ha. Cũng 1 triệu 9 bao ship luôn nha mấy anh. Cũng xài lòng trong mới và cái đáy mới luôn á. Chỉ có cái bộ đầu tiên là cái bộ đó là xài cái lòng trong đi theo chậu thôi. Còn cái này là lòng trong mới 100%. Cái kia, cái lòng trong kia thì đổ 3 lần, 3 bộ khác nhau thì 3 lần thôi. Còn ở ngoài thì có 1 lần à. Đó, cái này cũng 1 triệu 9 nha mấy anh. Giống như mới hết mày. Chữ Phúc nè, chứ hoa văn cây tùng. Đó là sell off hôm nay em thanh lý 3 bộ bát giác á, như mới hoàn toàn á, anh em nào nên mua đi. Với lại em có một bộ chân nha, cái bỏ này xuống cho lấy bộ chân lên đây. Lấy bộ chân bát giác lên. Bỏ lòng vô bán. Đây là bộ chân của nó nè mấy anh. Đây là bộ chân của bát giác 75 á mấy anh. Nó còn 8 cái mảnh lòng trong nữa mà để trong xưởng á, chưa trà, anh em nào mua thì để trà luôn. Mấy anh nếu mà anh mua luôn cái bộ chân với bộ chậu á, lấy chân với chậu luôn á, chậu là 1 triệu 9 đúng không? Chân này là mới là 1 triệu 3, bán là bộ chậu bộ chân luôn là 3 triệu nha mấy anh. Nguyên bộ này em bán chậu chân mới là 3 triệu rưỡi lần á.
anh em nào lấy chân lấy luôn, có một bộ chân một à, nên là không có cơ hội thứ hai đâu. Còn ai anh em nào thích có bát giác 75 rồi muốn mua cái bộ chân cũ này á, bộ chân này thì đổ cũng đút một lần một à. Anh em nào có chậu bát giác 75 rồi ha, muốn mua cái bộ chân quỳ này á thì giá là 1.300.000 nha anh, đổ một lần một à. Mua chân mới là 1.300.000 đó. Mà bán thanh lý cho mấy anh làm chương trình vui thì 1.000.000 thôi. Ok ha, hôm nay em làm clip thanh lý một mớ số này ha. Khuôn này đa số là gần mới không nha, chỉ có cái lục giác 65 kia lấy thôi, thì bán cho mấy anh vui vẻ thôi. Còn có mấy mảnh phúc lục thọ rồi cho lấy lên đây luôn, cho lấy này xuống. Có mấy mảnh này nè, mấy mảnh này bán chơi cho mấy anh vui thôi. Em nói đổ được có mấy chữ này, đổ chắc tầm được 3 lần một chữ thôi. Phúc lục thọ này có đủ một bộ nè. Nè, phúc lục thọ này có một bộ nè mấy anh. Đó, được một bộ phúc lục thọ nè. Nè, một bộ phúc lục thọ nha. Này bán 100.000 mảnh nha. Mua về ghép chậu lục giá 60 nha. Lục giá 60 nha. Được một bộ phúc lục thọ nè. Còn này là 3 mảnh chiêu phúc. Lúc đầu á, đây còn 2 mảnh nè. Còn 2 mảnh chiêu phúc rồi mấy anh. Đó, anh em nào muốn mua 2 mảnh chiêu phúc này mua cứ 100.000 mảnh. Đó, nói chung là cứ 100.000 mảnh anh em nào muốn mua thì mua. Lục giá 60 nha. Rồi đó, hôm nay em làm chương trình sale off. À, thanh lý hết rồi đó mấy anh. Sắp tới có em có đổ thêm làm clip thì em sẽ thanh lý tiếp. Rồi ok ha, anh em nào mua thì nhắn tin nha. Mấy anh gọi em không bắt máy, mấy anh nhắn tin nha. Nhiều khi em ăn cơm rồi em tắm rồi nha, anh cứ nhắn tin, vô ai nhắn tin sớm á thì em sẽ gửi cho người đó. Rồi ok, anh em nào mua cứ gọi cho em. Thì kho này cũng trống ha, để mai nhập sơn nữa mấy anh. Đó, kho này trống lóc rồi, chuyển xuống cửa hàng hết rồi, để mai nhập sơn. Rồi ok, giờ để anh em ha. Có gì anh em nhớ đăng ký kênh, ấn chuông theo dõi. Cứ thứ sáu hàng tuần em sẽ làm clip sale off hoặc clip thanh lý. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi video này.